đánh bay viêm đầu tuyến ngay tại nhà chỉ với một cái liệu pháp cực kỳ đơn giản, em mình đừng bỏ qua nha. Thì viêm đầu tuyến đó là một cái bệnh lý phụ khoa rất là thường gặp. Bệnh này nó làm giảm cái khả năng hút thai và tăng nguy cơ mắc bệnh ung thư, nên việc mà chúng ta phát hiện cũng như là điều trị kịp thời tận gốc thì nó rất là quan trọng đối với sức khỏe sinh sản của phụ nữ. Và đây là một trong những cái khách hàng đã cho phản hồi khỏi bệnh của Tuyết. Chị bị viêm lộ tuyến độ 3, bí hư ra rất là nhiều, hôi tanh, viêm diện rộng. Sau khi mà đi khám về thì không dùng phương pháp Tây y mà được một người quen giới thiệu tìm đến Tuyết, thì Tuyết đã kê cho chị cái liệu trình điều trị. Ngày hôm nay thì chị đã khỏi bệnh rồi, kết quả hoa không hề đau đớn hay là tốn chi phí nhiều. Có một điều mà Tuyết vô cùng tâm đắc đó là khi chị em mình lựa chọn các phương pháp đông y thì rất là yên tâm. Mặc dù cái thời gian điều trị nó dài hơn Tây y, nhưng khi mình hết bệnh thì nó sẽ hết, còn rất là ít tái phát so với phương pháp Tây y. Chỉ cần là 6 tháng chúng ta vệ sinh lại định kỳ một lần thì cái việc mà chúng ta đi thăm khám phụ khoa định kỳ cũng không còn lo lắng nữa.